Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, đã khá là lâu rồi thì chị mới quay trở lại kênh fanpage Học Văn Chị Hiên Chùa Cơ Sở lớp 6789 để cùng các bạn ôn tập những kiến thức liên quan đến môn ngữ văn. Và các em ơi, không biết là hiện tại thì các bạn đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị chưa nhỉ? Các em đã ăn tối chưa? Nếu mà các bạn đã vào đây cùng với chị rồi thì đừng quên nhé, hãy gửi lời chào đến chị ngay bây giờ thôi nào. Cho chị biết là hiện tại thì các bạn đang là học sinh 2K mấy? Đều là các bạn học sinh đã thi xong lớp 9 rồi hay là các bạn học sinh lớp 8 đang bắt đầu là tìm hiểu về việc là chúng ta sẽ phải học ngữ văn lớp 9 như thế nào? Chưa ăn chị ạ? À? Rồi, thế thì vào đây nghe phần phát trực tiếp của chị xong rồi ăn nhá, được không? Ok, xin chào các em, xin chào các em. Các bạn ơi, nhanh chóng vào đây cùng với chị nha. Chị thấy là ở đây có khá là nhiều bạn học sinh 2K9 đấy. Rất là quen thuộc đúng không? Chị thấy có cả những bạn học sinh mà đã học trong cái group của chị. Các bạn đã học cái chiến dịch tiếp cận văn 9 ấy. Đó, thế thì ở đây chị thấy khá là nhiều bạn 2K9 đấy này. Rồi, ok, 2K11 à. Rồi, các bạn ơi hãy vào đây học văn cùng với chị nhá. Ngày hôm nay á, kể cả 2K9, kể cả 2K10, 2K11 thì các bạn đều phải nắm được cái nội dung này. Các em có nghe thấy chị nói không? Các bạn có nghe thấy chị nói không ạ? Nghe rõ chị nói không? Nếu mà các bạn nghe rõ chị nói thì các em có thể comment xuống đây cho chị nhá. Rồi, chị đang sợ là cái mạng của chị nó hơi bị lag á. Đó, đang sợ là nó hơi bị lag. À thế hả? Rồi, thế thì các bạn ơi, bên cạnh cái việc mà các bạn chuẩn bị cho cái quá trình ôn ngữ văn lớp 9, bắt đầu học những kiến thức đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 9, thì một cái phần không thể thiếu được đó chính là nghị luận xã hội. Đó, và nghị luận xã hội thì không phải là chỉ là các bạn hoặc là các anh chị lớp 9 thi vào 10 thì các bạn sẽ cần đâu, mà kể cả các bạn học lớp 6, lớp 7, lớp 8, các em đều học nghị luận xã hội. Đúng không? Các em đều phải học những cái dạng văn để bày tỏ cái quan điểm của mình về một cái vấn đề nào đó ở trong xã hội. Thế cho nên là cái phần nghị luận xã hội này tuy nó chỉ chiếm 2 điểm của chúng ta thôi, nhưng mà các bạn cũng phải hết sức lưu ý khi mà học nhá. Hết sức lưu ý khi mà học phần này. Bởi vì sao? Nó cũng khá là dễ, nhưng mà nó cũng khá là khó nếu mà các bạn không chú ý tập trung vào cái phần phương pháp, tập trung vào cái phần kỹ năng. Được không nào? Thế thì người bạn đồng hành của chị em mình ngày hôm nay đó chính là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Đây chính là một cuốn sổ tay mà sẽ dành được cho các bạn học sinh chủ yếu sẽ là lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì các em sẽ sử dụng cái cuốn sách này để các em có thể tìm hiểu về nghị luận xã hội nhé. Đó. Vậy thì trước tiên để làm được tốt phần văn nghị luận xã hội, các em cần biết được là cái phương pháp viết nghị luận xã hội là như thế nào. Đúng không? Thế thì với nghị luận xã hội chúng ta vẫn thường chia ra thành hai dạng chủ yếu. Một là dạng về tư tưởng đạo lý, và dạng thứ hai chính là dạng về hiện tượng đời sống. Đây chính là hai dạng phổ biến mà các bạn sẽ gặp trong đề thi, các bạn sẽ làm trong cái quá trình mà chúng ta học. Đó. Thế thì đây, các bạn có thể nhìn thấy cái khái niệm liên quan đến nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội chính là dạng văn, đúng không ạ? Dạng làm văn trình bày cái quan điểm của bản thân về những vấn đề liên quan trực tiếp tới con người, tới xã hội. Từ đó thì gửi gắm những thông điệp có ý nghĩa tới mọi người. Thế thì những cái vấn đề mà chúng ta hay gặp trong dạng văn nghị luận xã hội chính là gì ạ? Đề tài của dạng nghị luận xã hội nó rất là rộng. Nó bao trùm tất cả những cái khía cạnh ở trong đời sống của chúng ta. Về tư tưởng đạo lý, về những cái lối sống đẹp, về một hiện tượng tích cực hoặc là tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày. Những cái vấn đề liên quan đến thiên nhiên, đến môi trường, đến vấn đề hội nhập toàn cầu hóa. Tất cả những cái chủ đề đó nó đều đưa vào nghị luận xã hội để các em có thể trình bày cái quan điểm của mình. Đó, đưa ra những cái quan điểm của mình về vấn đề ấy nhá. Về cái phần phân loại thì như chị đã nói đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều cách chia khác nhau. Tuy nhiên là sẽ có hai cái cách chia, có một cái cách chia cơ bản nhá, là chúng ta chia theo cái dạng là tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống. Đó. Tư tưởng đạo lý thì có những cái dạng đề như thế nào? Dạng đề được nói một cách trực tiếp hay là dạng đề được nói một cách gián tiếp?
Đối với các bạn học sinh mà thi bình thường á, thi để học để phục vụ thi cuối kỳ, thi giữa kỳ hay thi vào 10, thì đa phần cái vấn đề nghị luận xã hội của chúng ta đều nêu ra một cách trực tiếp. Tuy nhiên là đối với những bạn mà học nâng cao hơn một chút xíu, các bạn mà học để phục vụ cho những cái kỳ thi học sinh giỏi, thì các bạn sẽ có cái dạng đề được bộc lộ, được nói tới một cách gián tiếp thông qua một câu chuyện, đúng không? Thông qua những câu châm ngôn, những cái câu ngạn ngữ tục ngữ đó, hoặc là thông qua những cái văn bản ngữ liệu ngắn. Thì các bạn hãy lưu ý với chị điều đó nha. Rồi, về hiện tượng đời sống cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có hiện tượng đời sống là những cái vấn đề mà nó rất là nóng hổi, những vấn đề cập nhật đó. Ví dụ như này, chúng ta thấy là có những cái vấn đề như là gian lận trong thi cử, học sinh vượt đèn đỏ, bạo lực học đường đó. Và để làm tốt cái dạng đề này thì chúng ta cần phải biết được những cái kiến thức liên quan đến xã hội. Có nghĩa là sao? Nói thế này thì có vẻ là các bạn sẽ khó hình dung ra, đúng không? Nhưng mà để làm tốt được nghị luận xã hội dạng hiện tượng đời sống thì các em phải chăm nghe thời sự này, chăm xem thời sự này, chăm đọc báo này, chăm cập nhật tình hình xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nghe qua các cái kênh thông tin về báo đài, đúng không? Và cái cách mà các bạn nghe như vậy ấy, các bạn cũng biết được là với tác giả này, tác giả ấy đã trình bày cái quan điểm của họ như thế nào về cái vấn đề ấy. Được không? Em nhá. Đó, thì các bạn cần phải hiểu được cho chị là để làm tốt dạng văn nghị luận xã hội, các em rất cần một cái kiến thức sâu rộng về đời sống. Các bạn phải cập nhật thông tin liên tục. Nếu mà các bạn không cập nhật thông tin thì các bạn sẽ làm sao ạ? Các bạn sẽ đi lùi. Các bạn sẽ không biết được rằng là ngày hôm nay ở ngoài kia họ đã phát triển như thế nào rồi, để chúng ta có thể đưa được vào trong bài viết của mình. Các em nhớ chưa? Nhá. Rồi, thế thì đấy là chị nói qua về hai cái dạng văn nghị luận xã hội mà các bạn sẽ gặp rất nhiều trong các đề thi, đặc biệt là thi vào 10. Đó. Thế thì chúng ta vẫn thường thấy là các bạn ở khối 8, khối 7, khối 6, các em có thể viết đoạn văn, có thể viết bài văn về nghị luận xã hội. Nhưng mà đến sang lớp 9 rồi, các em sẽ viết đoạn văn, các bạn sẽ trình bày nhiều về dạng đoạn văn để hướng tới cái việc là chúng ta thi vào 10, đúng không? Các bạn thi vào 10 thì sẽ sử dụng cái hình thức là đoạn văn rất là nhiều. Thế thì cái việc mà các bạn sẽ phải trang bị cho mình một cái phương pháp để có thể viết tốt đoạn văn, các bạn phải xác định được các chị này, đoạn văn là chỉ lùi vào đầu dòng duy nhất ở cái câu mở đoạn mà thôi. Và dung lượng của nó khoảng 200 chữ, có nghĩa là 2/3 trang giấy. Đấy, 2/3 trang giấy. Chứ đừng bạn nào nhá viết hai mặt giấy, thế là bị lố dung lượng và dẫn đến cái việc là chúng ta bị điểm thấp, bị đánh giá không cao, bị thầy cô trừ về cái điểm hình thức. Đó, các bạn nói rất là hay, lý lẽ của các bạn rất là hùng hồn, nhưng mà bây giờ về mặt hình thức các bạn không đảm bảo, dẫn đến cái việc là điểm số của các bạn không được cao, đúng không? Đó, thế thì đây các bạn có thể nhìn thấy cái dàn ý nhá. Này, mở đoạn, các bạn phải đặt cho chị được cái vấn đề. Có nghĩa là nêu chị cái vấn đề ở cái đề bài người ta hỏi các bạn đó. Và các bạn đặt ra cái câu hỏi để có thể trả lời dễ dàng. Vấn đề trình bày là cái gì? Gạch chân cho chị vào cái từ khóa ở trên đề bài. Tiếp theo, sang đến phần thân đoạn. Thân đoạn thì chúng ta sẽ có các bước chính như sau. Đây chỉ là những cái bước gợi ý nhá. Tùy vào từng dạng văn mà các bạn sẽ sử dụng những cái bước làm khác nhau. Chị ví dụ này, ở đây thì chị đang trình bày cho các bạn những cái bước cơ bản của một bài văn, của một đoạn văn nghị luận xã hội. Thế nhưng mà tùy từng vào cái dạng đề một, ví dụ người ta yêu cầu các bạn là ý nghĩa của lòng biết ơn. Thế thì ở cái phần giải thích này các bạn sẽ giải thích lòng biết ơn. Phân tích bàn luận các bạn chỉ tập trung cho chị vào ý nghĩa thôi. Các bạn không cần phải nói biểu hiện, các bạn không cần phải nói quá nhiều về cái thực trạng hay là như thế nào cả, mà các bạn chỉ tập trung vào ý nghĩa. Cái lòng biết ơn này nó đem lại cho bản thân các bạn điều gì, đem lại cho cái xã hội này những cái lợi ích ra sao. Đó, thì các bạn tập trung vào theo từng dạng đề nhá. Sau đó thì các bạn sẽ nêu lấy cho chị một cái dẫn chứng để chúng ta củng cố cho cái lập luận của mình. Đưa ra một cái phần lập luận, đưa ra một cái phần lý lẽ, nhưng mà chúng ta chẳng có cái phần dẫn chứng, chẳng có một cái phần minh chứng nào cả, thì làm sao mà thuyết phục được người đọc người nghe,
đúng không? Thế cho nên là chúng ta phải lưu ý điều này nhá. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ có một cái bước là lật ngược vấn đề, hoặc là cái bước này gọi là bước bàn luận mở rộng. Bàn luận mở rộng thì các bạn sẽ nhìn vấn đề từ một góc độ khác, vấn đề đó lại được đánh giá ra sao. Đó, sau đó thì chúng ta đi liên hệ bản thân cho chị này. Liên hệ bản thân thì đừng liên hệ là một người học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em cảm thấy hay là em tự nhủ rằng chúng ta không làm theo cách đó, bởi vì cách đó nó quá cũ rồi và bạn nào cũng biết như thế rồi. Thế thì thay vào cái việc là nói là một người học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì các bạn sẽ nói là gì ạ? Đây, các bạn, chị sẽ cho các bạn xem một cái phần nhá. Các bạn sẽ xem một cái phần để chúng ta có thể viết tốt hơn. Này, khi soi chiếu vào thông điệp ấy, tôi nhận ra rằng hay là có lẽ trước đây bản thân tôi đã... Cách thứ ba, hiểu về vấn đề này, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi trước tiên. Đó. Hay là một người trẻ hiện đại trong thời kỳ hội nhập, tôi thiết nghĩ rằng đó, đấy là một vài cái cách gợi ý để các bạn có thể làm tốt phần liên hệ bản thân. Chứ đừng viết là một người học sinh em cảm thấy rằng đó, thì cái cách ý chị nghĩ rằng là nó quá là nhiều bạn làm rồi, thì chúng ta thử làm những cái cách khác đi, để cho bài viết chúng ta có làm sao ạ? À, bài viết của chúng ta nó hay hơn, nó ấn tượng hơn và nó có chất riêng hơn các em nhá. Sau khi mà mình đã đi liên hệ bản thân xong rồi thì các em nêu ra chị một cái thông điệp. Cái thông điệp này chính là cái thông điệp, cái tâm tư, cái nguyện vọng các bạn muốn gửi đến cho mọi người. Và mọi người hãy làm theo đi. Mọi người hãy làm theo những cái điều đúng đắn ấy đi. Được không? Nhá. Đó. Thế thì đây chính là một cái dàn ý chung cho cái dạng viết nghị luận xã hội 200 chữ. Thì các bạn có thể tham khảo cái dàn ý này để làm tốt hơn. Đó. Và chị sẽ cùng đây. Và ngoài ra thì ở trong này chúng ta sẽ có hướng dẫn cách viết mở đoạn này, hướng có những cái phần mở đoạn tham khảo này. Chị thử đọc cho các bạn nhé. Cách thứ tư này. Giống như những chú ong miệt mài đi tìm giọt mật cho đời, bản thân tôi cũng đang bền bỉ chất chiêu những giọt mật cuộc sống. Vấn đề nghị luận là một trong số những bài học ý nghĩa, cũng là giọt mật mà tôi nhận được từ cuộc đời. Hay cách số 5. Trưởng thành là hành trình chúng ta chấp nhận đối mặt với những khó khăn, thử thách. Nhưng chính những điều đó sẽ giúp ta có được bài học quý giá. Và vấn đề nghị luận là một trong số những bài học như thế. Đó, thế thì các bạn có thể nhìn thấy này. Đây chính là những cái cách dẫn dắt khá là khác. Đúng không? Không giống như việc là chúng ta nhìn thấy đề bài như thế nào chúng ta dẫn vào luôn như vậy. Đó, mà ở đây chị lấy những cái hình ảnh, chị lấy những cái hình tượng để cho các bạn bắt đầu từ đó mà dẫn vào vấn đề một cách hay hơn, một cách bay bổng hơn, một cách ấn tượng hơn, mà nó vẫn trọng tâm được vào vấn đề nha. Nó không hề lan man đâu, chỉ hai câu thôi, hai câu thôi là chúng ta đã dẫn được vào vấn đề nghị luận rồi. Các em thấy không nào nhá? Đó, thì đấy chính là phần dẫn dắt. Tiếp theo, chúng ta sẽ có hướng dẫn phần viết thân đoạn. Thì đối với phần hướng dẫn viết thân đoạn này, các em có thể tham khảo cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này nhá. Để tìm hiểu sâu hơn và kỹ hơn thì các em có thể tham khảo cái cuốn sổ tay này. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần phản đề như thế nào này, liên hệ bản thân ra sao này, đúng không? Đó. Nhá. Các bước mà khẳng định thông điệp giá trị thì chúng ta cũng có những cái công thức, chúng ta cũng có những cái đoạn văn để viết mẫu. Đó, để chúng ta có thể tham khảo. Và bây giờ thì chị sẽ cho các bạn đọc tham khảo một văn bản, đọc tham khảo một đoạn văn được trình bày ở trong cuốn này nha. Đó, ok không? Nào, chúng ta sẽ có một đoạn văn. Các bạn muốn tìm về đề nào? Các bạn đang gặp khó khăn ở trong đề nào? Đó. Các bạn có thể comment xuống nhá. Đây, các bạn có thể thấy đây là một cái phần khá là đặc biệt của cuốn sách, đó chính là tổng hợp dẫn chứng. Thay vì cái việc là các bạn tự đi tìm dẫn chứng thì chị đã tổng hợp sẵn dẫn chứng cho các em rồi, theo từng chủ đề rồi. Kiên trì nghị lực theo đuổi đam mê. Rồi sao nữa? Nào, chúng ta sẽ có là lòng dũng cảm. Đó. Sự cống hiến hy sinh thầm lặng. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy nhá, lòng nhân ái, sự sẻ chia. Hay là lòng vị tha, cách sửa chữa sai lầm, thái độ sống tích cực. Thì đây chính là những cái dẫn chứng để các em có thể tham khảo. Và ngoài ra thì chị cũng bớt cho các bạn những cái phần này.
phần trống để các em tự sưu tầm dẫn chứng nhá. Dẫn chứng tự sưu tầm và các em có thể viết vào trong này. Các em có thể hoàn toàn có thể viết vào trong này. Ok không? Đó. Thế thì chị sẽ cùng các bạn tham khảo một đoạn văn ở trong này nhá, để xem là chị sẽ triển khai. Đây, đây là một cái phần, đây là một cái đề mà chúng ta khá là quen thuộc. Vai trò của đức tính khiêm tốn. Đó, vai trò của đức tính khiêm tốn thì các bạn có thể xem nhá. Chị sẽ đọc cho các bạn nghe. Cả cuộc đời ta đi học bài học khiêm tốn, để nhận ra nếu mình còn đang tự nhận mình khiêm tốn chính là đang tự cao. Và trong chuyến hành trình bài học ấy, ta nhận ra khiêm tốn có ý nghĩa lớn lao trong thành công và hạnh phúc của mỗi người. Khiêm tốn là sự ý thức về thái độ được thể hiện đúng mực khi đưa ra đánh giá về bản thân, không tự đề cao bản thân mình, luôn lắng nghe và chủ động học hỏi từ người khác. Sự khiêm tốn giúp con người định vị được vị trí của mình, không nghĩ rằng mình biết nhiều mà kiêu căng. Những người khiêm tốn luôn chủ động lắng nghe người khác để học hỏi. Từ đó, họ mở rộng được vốn kiến thức và hiểu được những người đang đối thoại với mình. Nhờ vào khả năng lắng nghe, thấu hiểu và vốn tri thức không ngừng tích lũy mỗi ngày, người khiêm tốn luôn nhận được sự tôn trọng, tin yêu từ những người xung quanh. Tuổi 20, cái tuổi trẻ trung và sung sức, bạn sẽ gặp một phiên bản nhiệt huyết nhất và cũng nông nổi nhất của bạn ở đó. Sự từng trải qua bao năm tuổi và qua bao năm tuổi trẻ sẽ giúp ta hiểu ra ba người đi cùng nhau ắt có người là thầy của ta. Cái tôi cá nhân ấy không phải lúc nào cũng độc tôn, bất kỳ người nào cũng có cái hay để ta học hỏi. Không ngừng trau dồi và liên tục cố gắng là hành trang không thể thiếu trên bước đường thành công. Darwin là một nhà bác học nổi tiếng, khi về già vẫn chăm chỉ đọc sách, trau dồi kiến thức. Con gái ông thấy lạ, thắc mắc tại sao cha đã lớn tuổi mà vẫn chăm chỉ học tập. Ông trả lời, bác học không có nghĩa là ngừng học. Hiểu mình, hiểu người, khiêm nhường và vị tha, quan trọng nhất không phải ai giỏi hơn ai, mà là ta đối xử với nhau và học hỏi từ nhau như thế nào. Bản thân tôi cũng có đôi lần tự mãn trước bạn bè khi giải được một bài toán khó hay viết được một bài văn nhận được lời khen ngợi. Sau đó tôi hiểu ra, đó chỉ là thành tích rất nhỏ. Mình sẽ còn phải đương đầu với nhiều thử thách nữa. Phải luôn khiêm tốn, tự tin là rất tốt, nhưng không được tự mãn. Cuộc sống luôn xoay chuyển, mỗi người chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Nếu bạn không muốn làm thầy bói xem voi hay rơi vào cảnh ếch ngồi đáy giếng, thì hãy mang bài học khiêm tốn bên mình để luôn lắng nghe thay vì nói nhiều quá. Bởi vì người ta như một phân số, mà tử số là giá trị thật của người ta, còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có. Mẫu số càng to thì phân số càng nhỏ. Khi mẫu số là vô cùng tận thì phân số lại bằng không. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đọc qua một đoạn văn có ở trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Đoạn văn ấy viết về đức tính khiêm tốn. Và chúng ta có thể thấy rằng đây là một cách dẫn dắt trực tiếp, nhưng mà không phải nói là gì ạ. À, trong cuộc đời chúng ta sẽ cần phải học bài học khiêm tốn. Mà chị dẫn dắt là gì ạ? Cả cuộc đời ta đi học bài học khiêm tốn, để nhận ra nếu mình còn đang tự nhận mình khiêm tốn chính là đang tự cao. À, thì cùng là một cái cách dẫn dắt trực tiếp, nhưng mà cách dẫn dắt ở trong cuốn sách này nó lại rất khác, đúng không nào? Nó lại rất khác. Thế thì các bạn có thể tham khảo cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này để có thể học tốt hơn phần nghị luận xã hội trong năm học sắp tới nhé. Chị nhắc lại, năm học sắp tới sẽ là một năm học khá là vất vả đối với các em. Sẽ là một năm học mà quyết định xem các em có đỗ hay là có vào lựa chọn cái trường cấp 3 phù hợp với bản thân mình. Thế cho nên là ngay từ bây giờ, ngay từ cái kỳ hè này, các em hãy bắt tay vào học đi. Bên cạnh cái việc mà chúng ta học kiến thức nền, kiến thức cơ bản liên quan đến tác phẩm văn học,
thì các em cũng sẽ trang bị cho mình những phần phương pháp để viết tốt phần nghị luận xã hội nha. Và cuối nhá, sau này á, khi mà đến giai đoạn cuối rồi thì các em sẽ học cho chị, sẽ ôn cho chị phần đọc hiểu. Cái kỹ năng để ôn được đọc hiểu thì nó khá là đơn giản. Nó sẽ đơn giản hơn cái cách mà các bạn sẽ ôn nghị luận xã hội và ôn nghị luận văn học. Thế cho nên là theo chị, theo bản thân chị thì cái phần đọc hiểu sẽ là phần để các bạn ôn cuối cùng nhá, ôn cuối cùng, ôn sau này. Còn bây giờ thì các bạn sẽ tập trung ôn cho chị kiến thức của phần văn bản này, ôn kiến thức của phần nghị luận xã hội đi. Đó, sau này thì khi mà đến cái giai đoạn luyện đề ấy, các bạn sẽ đối gọi là xử lý những cái đề ấy rất là đơn giản. Đó, đơn giản lắm. Không biết là các bạn có muốn chị đọc thêm một cái văn bản nữa cho các em không? Có muốn đọc thêm không ạ? Có muốn nghe thêm không? Nếu mà muốn nghe thì comment xuống đây là em muốn nhá. Chị sẽ đọc thêm cho các bạn một phần nữa. Đó. Ok, xin chào các em. Nhi Ngọc vừa mới vào đúng không? Kim Lệ cũng vừa mới vào. Xin chào các bạn. Các bạn có muốn lắng nghe thêm một đoạn văn nữa không ạ? Chị sẽ đọc cho các bạn thêm một đoạn văn nữa nhá. Nào. Các bạn hay gọi là gặp khó khăn trong cái đề bài nào? Các bạn có thể comment xuống cho chị nhá. Các bạn hay gặp khó khăn trong đề bài nào ạ? Rồi. Đề bài nào mà hay làm khó các em? Lớp 9 cần học gì nhiều ạ? Tập trung cho chị vào phần kiến thức cơ bản của các văn bản, văn học, nghị luận văn học đấy. Sau đó thì đến nghị luận xã hội. Đó, vào cái giai đoạn kỳ 2 thì các em sẽ có thể ôn về đọc hiểu, đúng không? Nào, có muốn về lý tưởng sống không? Có muốn đọc đề về lý tưởng sống không? Chị sẽ đọc đề về lý tưởng sống cho các em tham khảo nhé. Nào, nhìn này, nhìn vào cách dẫn dắt này. Nếu ví cuộc đời là biển cả, con người là chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bao la, thì ngọn hải đăng, kim chỉ nam không thể thiếu của thuyền chính là lý tưởng sống. Lý tưởng sống được hiểu là những điều tốt đẹp, những khát vọng cao cả mà bản thân hướng tới. Lý tưởng sống luôn có vai trò to lớn đối với mỗi người. Trước tiên, trong việc định hướng suy nghĩ và vai trò, trong việc định hướng suy nghĩ và hành động, lý tưởng giúp ta xác định được đích đến và kiên định thực hiện mục tiêu. Không có lý tưởng, cuộc sống này diễn ra thật vô nghĩa. Không có đích đến, bạn cứ bước đi rồi sẽ về đâu? Không có mục tiêu, bạn đang ngày ngày cố gắng vì điều gì? Bên cạnh đó, trên con đường hướng tới thành công, lý tưởng sống là động lực để ta vượt qua mọi gian nan, thử thách. Trước mây mù khó khăn cản trở, bạn sẽ chẳng hề lùi bước khi có lý tưởng là ngọn hải đăng soi đường tỏ lối. Khi chúng ta muốn từ bỏ trước khó khăn, chỉ cần nghĩ đến lý tưởng của bản thân đang theo đuổi, chúng ta lại có thêm sức mạnh để tự nhủ với chính mình. Không sao đâu, cố thêm một chút, cố thêm một chút nữa. Rồi chúng ta sẽ từ từ thực hiện thành công điều mình muốn. Có được lý tưởng sống soi đường, chúng ta thấy cuộc đời có ý nghĩa. Mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy mình có năng lượng để nỗ lực. Từ đó ta cũng nhận được sự tin yêu, ủng hộ từ mọi người xung quanh, từ nguồn năng lượng sống tích cực ấy. Nói về ý nghĩa của lý tưởng sống đối với mỗi người, tôi nhớ tới hành trình cõng chữ lên non của biết bao thầy cô giảng dạy ở vùng cao, như câu chuyện của 47 thầy giáo nơi đỉnh trời Mường Lống gắn bó với điểm trường Chi Lễ 4, một trong những điểm trường cao nhất, khó khăn nhất của huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Băng rừng cả ngày mới vào được bản, ngủ trên những chiếc sạp đóng bằng thân tre nứa, đập dập trong cái rét cắt xa giữa biển mây, leo núi lên tận những nương rẫy xa cõng từng học trò về trường bắt học. Mỗi người thầy trường Chi Lễ 4 đều mang trong mình lý tưởng đem con chữ đến cho những học trò miền núi. Các thầy muốn các em có hiểu biết để được ra ngoài học tập rồi trở về làm giàu cho quê hương. Lý tưởng ấy thật đáng trân trọng biết bao. Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở chính mình sống có lý tưởng, hiện thực hóa lý tưởng của mình bằng mục tiêu cụ thể và quyết tâm cho những mục tiêu đó.
Đối với bản thân tôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều đáng quý. Và lý tưởng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng sẽ là điều mà tôi theo đuổi. Người trẻ chúng ta đứng trước những khó khăn thử thách, đôi khi nản lòng, nhưng hãy tin rằng lý tưởng chính là ngọn lửa thắp sáng ý chí của chúng ta trong những giây phút ấy. Tin vào điều đó và thực hiện những điều bạn mong muốn, cuộc sống sẽ hồi đáp bạn bằng những thành công. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chị đã đọc cho các bạn hai đoạn văn rất là hay trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Và chị nhắc lại, để chúng ta học tốt hơn về phần nghị luận xã hội, các em có thể tham khảo cuốn sách này. Và ngay từ hè này, các em hãy bắt tay vào việc học luôn nhé. Và phần link sách chị đã để ngay ở dưới phần comment. Các em có thể ấn vào cái phần link đó để tham khảo cái cuốn sách này nha. Và có lẽ rằng là buổi phát trực tiếp ngày hôm nay của chị đến đây là kết thúc. Và chị hy vọng rằng là tối mai chúng ta sẽ gặp nhau với một phần kiến thức liên quan đến nghị luận văn học, các em nhé. Tối ngày mai thì chị sẽ cùng các em nói với nhau về phần nghị luận văn học, được không nào? Còn bây giờ thì có lẽ là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào đây và lắng nghe phần phát trực tiếp của chị. Mong rằng là ngày mai thì chị em mình sẽ cùng nhau vào đây đông hơn nữa nha. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả các em.